Hello SB Studio by T, xin chào mừng mọi người quay lại với channel review nước kho của bạn Tuấn nha. Hiện tại đang là 11 giờ và mình mới ngủ dậy, cũng như là tinh thần đang hân hoan sảng khoái vì cảm cúm đã qua, và cũng còn ở trong cái mood, cái gọi là cái sự hứng thú để review nước kho. Thì mình nhân cái cơn này thì mình sẽ review dần dần những cái chai nước kho mà mọi người yêu cầu Tuấn khá là lâu rồi. Cái chần chừ và tới cái đợt vừa rồi là bị tụt mood luôn, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình trả nợ cũng như là tranh thủ, chứ để mà lỡ mình bị tụt mood lại thì không biết tới khi nào mới review những chai nước hoa để đây. Một bạn sáng nay mới nhắn tin với Tuấn là Sài Gòn hiện giờ nó đang chuyển qua mùa mưa, trời nó cũng hơi se se, ẩm ẩm mát mát, chiều tối thì nó hơi phù hợp để mà sử dụng những chai nước hoa mùa thu đông. Như vậy thì anh Tony có một cái đề xuất hay là gợi ý nào cho những cái chai nước hoa thu đông có thể sử dụng được Sài Gòn hay không? Thì vô tình Tuấn nghĩ ngay đến một cái chai nước hoa rất là nổi tiếng của Kilian mới ra mắt năm 2020. Và nhân dịp sáng nay thì Tuấn cũng vừa có đủ 4 chai thuộc cái line này của Kilian, và Tuấn sẽ tiến hành review cả 4 chai trọn bộ nguyên cái line này luôn đến với mọi người ha. Nhắc đến Kilian thì tới bây giờ thật sự thú thiệt với mọi người là Tuấn đã kéo về hơn 30 chai của hãng này, từ những cái mã discontinue, những cái bản batch cũ lẫn những cái chai vừa mới ra mắt. Thì phải sắp xếp thời gian để mà review dần dần nhà này. Thật sự Kilian là Tuấn đánh giá rất cao và một trong hai nhà nis Tuấn yêu nhất trong cái bộ sưu tập của mình. Nhưng mà cái nhà Tuấn yêu nhất là Amouage thì lại hơi bị kén sử dụng và không có hợp với khí hậu của Sài Gòn nhiều lắm. Cho nên Kilian lại là một cái sự lựa chọn tối ưu của mình cho Sài Gòn. Và thật sự là Tuấn hoàn toàn Tuấn có thể blind buy bất kỳ một chai nào của Kilian mà mình không lo ngại, vì Kilian á, nó đáp ứng được những cái yếu tố của một cái nhà nước hoa nis sang trọng. Thứ nhất đó là cái mùi nó rất là real. Nó real đến mức độ mà có những cái chai mà khi Tuấn xịt Tuấn có cảm giác là mình không đang dùng nước hoa mà mình đang trực tiếp mình ngửi những cái vật phẩm hay là những cái mùi từ những cái loại thật mà mình đang cầm trong tay. Cái thứ hai nữa là cái độ bám tỏa và hiệu năng mùi của Kilian rất tốt. Và một cái điểm rất nổi bật của Kilian, tại vì Kilian là cháu nội của ông chủ tịch và sáng lập tập đoàn Hennessy, cho nên là xét về rượu thì không có một hãng nước hoa nào làm rượu hay và thật và đẹp như là Kilian cả. Thì đó là lý do mà những cái yếu tố này nó làm cho Tuấn vượt qua được cái rào cản về giá. Mỗi chai Kilian thì nó chỉ 50ml thôi và giá cũng khá là cao. Nhưng mà Tuấn hoàn toàn yên tâm để blind buy bất kỳ một chai nào của Kilian. Đến độ mà bây giờ mình mua nhiều hơn cả Amouage thì mọi người thấy là mình thích cái hãng này đến mức độ nào ha. Và nói đến cái line nước hoa năm 2020 đó là The Liquors, những cái nốt mùi rượu. Họ mới cho ra đời vào năm 2020 thì bao gồm 4 chai, trong đó có chai mà Tuấn đã review rồi là Rose on Ice, Interchair, Le Vert. Cái này tiếng Pháp mình cũng đọc không biết là phạm chuẩn hay không. Và một chai nữa là chai Brandy on the Rock, có nghĩa là một cái chai mà họ combine hai cái mùi rất nổi tiếng của hãng này từ trước, đó là chai Apple Brandy và chai Vodka on the Rock ha. Thì hôm nay Tuấn đã đủ 4 chai này rồi, và Tuấn sẽ tiến hành review những cái chai này. Và Tuấn nghĩ là nó sẽ rất cực kỳ phù hợp với lại cái không gian và thời tiết của Sài Gòn trong cái thời điểm hiện nay. Đây 4 chai. Một cái điểm quan trọng nha, để dặn mọi người luôn, cái cách thiết kế của cái Kilian á, mới cho cái line này thì nó là như vậy. Một cái hộp màu đen, cái đế và cái chai nước hoa hình dạng như là một cái ly rượu. Thực sự cá nhân cảm quan của mình á, thì mình không thích cái thiết kế này, bằng cái thiết kế cũ nó có cái hòm và cái chai nó khá là đặc thù của Kilian. Nhưng mà cũng rất là nhiều bạn khen cái thiết kế này, nhìn nó đẹp như là một cái ly rượu mà đúng theo cái concept ý đồ của hãng luôn, là làm những cái mùi rượu cho cái bộ này. Ok, fine, không vấn đề gì cả. Và một cái điểm đáng tiếc là cái nắp trên này thì họ lại làm nắp bằng nhựa chứ không phải là thủy tinh, cho nên ok, cái đó là cảm nhận riêng thôi. Đối với Tuấn thì Tuấn không mê cái này bằng cái thiết kế cũ, nhưng mà cũng được, nó cũng lạ, nó cũng có cái gì đó, nó cũng đặc thù đặc sắc của cái nhà này. Và cái thứ hai nữa, với cái thiết kế mà cái hộp và có đế như thế này á, một số hãng như là Amouage nè hay là Tom Ford
Và tới bây giờ là cái line này của Kylan mà cầm và bỏ trong tủ để mà lôi ra lôi vô á, cực kỳ cẩn thận nha. Tại vì đã có một số bạn làm bể chai nước hoa khi mà cầm ngang như thế này nè, và mình quên mất là cái box của nó rời ra, và khi lôi ra một cái là cái nguyên cái miếng phần dưới này nó nặng và nó rơi cái xoảng một cái là bể chai luôn. Có một đợt là cho Tom Ford Fucking Fabulous của Tuấn á, Tuấn cầm ra Tuấn quên mất và nó rớt mình cầm ngang phía trên và cái đế của cái chai nó rớt xuống. Tự nhiên lúc đó là coi như cái chai cái bản Fucking Fabulous của Tuấn là hơi bị hiếm, tại vì lúc đó là cái phiên bản chữ chưa che nữa, bản vintage cũ, batch cũ và phiên bản chưa che chữ nữa, cho nên mình rất là quý. Mà nó rớt xuống tự nhiên lúc đó là nội công võ công tự nhiên nó cao cười hẳn lên, mình đưa cái tay còn lại mình ra mình chụp một cái tạt là dính ngay cái chai, chứ không thôi nó rớt xuống là mình phải nói chắc là đau lòng tới. Nói chung là tránh từ tình trạng đáng tiếc xảy ra đối với những cái thiết kế này, thì cái hãng những cái hãng nước hoa mà sản xuất theo cái dạng này mọi người cẩn thận, cực kỳ cẩn thận khi mà lôi chai nước hoa ra ha, và ghi nhớ để mình không có cầm ngang này và nó rớt xuống. Ok, không mất thời gian nữa, bây giờ Tuấn sẽ review cái chai nước hoa được mọi người yêu cầu khá là nhiều của Kilian ở cái bộ này. Đó là chai Angel Share, Tuấn được yêu cầu khá là lâu rồi và Tuấn có em nó cũng khá là lâu rồi, từ năm ngoái cơ. Nhưng mà tới hôm nay thì Tuấn mới đủ cái cảm hứng để Tuấn review, mặc dù Tuấn lâu nay Tuấn xài cũng khá là nhiều rồi đó. Thì đây, Rose on Ice mình đã review rồi, thì một chút mình sẽ đi sơ bộ lại cái mùi để coi cái cảm thụ của mình bây giờ nó có khác gì với cái lúc mình mới xịt sót đầu hay không. Thì Angel Share thiết kế của cái hãng này cho cái bộ này thì là hình của những cái ly rượu ha, ly rượu mạnh, và Angel Share thì một cái juice màu cam đậm nó khá là đẹp. Đồng thời ở trên thân chai thì được ốp một cái miếng vàng hình gọi là nó giác xung quanh cái nó vác xung quanh cái chai luôn, hơi cong cong. Và Angel Share, một cái chai nước hoa Tuấn rất là thích, một cái tông mùi rượu mới của Kilian mà trong này khi Tuấn xịt ra á, Tuấn xịt khá là nhiều cái chai này rồi và nó còn nhiêu đây thôi, thì một cái mùi rượu cô nhắc nó bốc lên, nó rất là đẹp, nó rất là đẹp. Và ngay sau đó Tuấn nghe ra được một chút mùi ấm ngọt của gia vị, mà mùi quế rất là rõ, và sau đó là một cái mùi vani rất là nhẹ. Mình không phải là một người mà thích những cái nốt gia vị đâu, và những cái nốt kiểu mà ngọt đậm ngọt khé như tonka là mình hơi bị dị ứng. Nhưng mà những cái gì được blend trong cái chai này là một cái hỗn hợp mùi nó rất là cân bằng và nó rất là sang, nó cực kỳ sang luôn. Rượu cognac ở ngoài thì mọi người có thể tìm được những cái chai rượu cognac để chúng ta ngửi thử cái mùi cognac như thế nào. Nhưng mà cái mùi của cái chai này á, khi Tuấn xịt lên á, nó quện vào nhau ở những cái tầng mùi rượu và những cái thức gia vị như là mùi quế khá là rõ nét, và cái mùi vani cũng như là một chút mùi ngọt nhẹ, và sau đó là một cái lớp gỗ, một cái lớp gỗ hậu rất là nhẹ nhàng. Nó cái mùi gỗ nó nhẹ chứ không phải là cái kiểu mùi gỗ chúng ta cảm nhận được rõ nét. Thì cảm quan chung của cái chai này nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là ấm áp, giống như chúng ta đang ngồi nhâm nhi một ly rượu ở trong một cái căn phòng kín, kiểu như là ăn uống những cái thức ăn khô để trên bàn á, và uống rượu trong một cái không gian nó rất là ấm và nó rất là kín. Thì đang có gió và lạnh lạnh xuống xịt luôn. Một mùi rượu rất là sang mọi người, thực sự là nó rất là sang. Xét về rượu của Kilian thì không có một cái hãng nào, cho dù những cái phiên bản clone xịn nhất hoặc là những cái hãng chuyên lập clone rất là bá đạo như là Alexandria, thì họ không thể nào làm được những cái mùi rượu mà nó thật thà như là Kilian. Giống như cái chai Single Malt mà Tuấn đã review á, đó là cái hơi đầu tiên của cái chai whisky hạng sang, cực kỳ sang, một chai rượu thật, mà khi các bạn bóc cái nút ra là cái hơi đầu tiên của rượu whisky nó bốc lên, thì cái mùi của Angel Share, à quên, Single Malt nó làm được cái chuyện đó. Nó giống như chúng ta đang thật sự uống rượu. Thì cái này cũng vậy, nó là một cái mùi rượu cognac rất là đậm đà và nó rất là sang trọng. Chỉ là như vậy thôi chứ bây giờ không còn một cái cảm quan nào khác để mà Tuấn có thể miêu tả về em này. Và thật sự cái chai này á, thì trong thời gian vừa qua Tuấn order cho các bạn cũng khá là nhiều, và các bạn hầu như không có ai chê cái chai này cả, cũng như là
có mấy bạn nam á, mua chai này về và vợ dành xài luôn, vợ thích luôn. Cho nên đây là một cái sự lựa chọn rất là ngon nghẻ cho cái thời tiết mà mát lạnh nhẹ của Sài Gòn trong giai đoạn bây giờ chuyển mưa cũng như là giai đoạn cuối năm ha. Và một cái mùi rất là sexy, nó rất là ngọt ngào, nó rất là ấm áp, mà nó không bớt đi phần nào cái sự sang trọng của cái chai này cả. Thật sự chai này là cái chai sang và được đánh giá, uống đánh giá cao nhất trong cái bộ The Liqueurs của Kilian ra mắt năm 2020. Hiệu năng mùi của chai này khá là tốt, có thể bám trên da Tuấn trên 6 tiếng 7 tiếng, và trên áo quần thì có thể được nửa ngày. Thật sự cái hiệu năng mùi của Kilian thì Tuấn không hề có một chút gì gọi là nghi ngờ cả. Cho dù những chai yếu mùi nhất của Kilian thì nó cũng có một cái gì đó nó lưu lại trên da, nó tạo cho mình một cái cảm quan nó khá là tốt về về mùi. Thì tóm lại đây là một cái chai mà hoàn toàn không nam không nữ gì cả, tại vì nó thuộc nhóm mùi gourmand thực phẩm, và cái nốt rượu trong chai này rất là sang, cộng thêm những cái gì đó ngọt ngào của gia vị mà mùi quế và mùi vani, một số những cái mùi hình như Tuấn nhớ là có nốt cam thảo nữa, nhưng mà cam thảo nó không lên một cái mùi gì rõ ràng, nó chỉ tạo nên một cái mùi gỗ nhẹ thôi. Thì đó là một cái tổng hợp mùi của cái sự sang trọng và cái sự ấm áp. Chai này thì không đến cái mức độ gọi là quá sang đẳng cấp, nhưng mà nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là ấm áp và dễ chịu trong một cái không gian uống rượu nhẹ nhàng thư giãn và ấm ấm áp kín đáo đó. Thì mùi cognac trong chai này là một cái điểm sáng mà chúng ta cân nhắc. Ai thích mùi rượu thì Tuấn nghĩ là chai Angel Share của Line the Liquor là một cái lựa chọn mà chúng ta không nên bỏ qua. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua chai tiếp theo. Quay lại một chút với lại cái chai mà Tuấn đã review rồi, đó là chai Rose on Ice. Thì cái concept của chai này á, nó mang lại cái cảm giác fresh và tươi mát, giống như là một ly gin tonic. Thì idea của chai này đó là mùi rượu gin nhẹ và cái mùi nước tonic. Nước tonic là nước có ga, và cái thức uống này thì một cái thức uống gần như là nó không mang cái tính chất rượu nhiều, nó chỉ là một cái gì đó nó fresh và nó mát thôi. Thì mùi đặc thù của cái chai này đó là mùi dưa leo, mùi dưa chuột á, và mùi hoa hồng thì mình đã review rồi. Thật sự khi Tuấn xịt cái chai này thì Tuấn có cảm giác nó hơi giống như là một cái gì đó nó hơi cheap, tạo cảm giác là nó hơi giống như cái sữa rửa mặt Hazeline hồi xưa, mà hồi hồi nhỏ mình khi mình bị mụn á, thì mẹ mình mua cho mình xài á. Đó là mùi dưa leo, mùi hồng. Nhưng mà mọi người có tin vào cái câu chuyện là nước hoa nó có độ ủ hay không, gọi là cái aging, mà lần trước mình có review chung với một bạn cũng chơi nước hoa khá lâu năm, đó là Nam Anh á. Thì sau một thời gian khi mà Tuấn để cái chai này một thời gian mà Tuấn xịt lại, thì cái cảm quan của mình đôi chút nó có cái sự thay đổi, và mình cảm nhận được cái chiều sâu của chai này một chút ha. Đương nhiên cái cảm nhận và đánh giá của chai này của Tuấn không phải là một cái đánh giá cao, nhưng mà sau một thời gian Tuấn cảm thấy mình hiểu được cái chai này hơn một chút và ý đồ concept của cái chai này, thì Tuấn cảm thấy nó thú vị hơn một chút. Và sau khi Tuấn ngửi ra được cái mùi hồng trên cái nền dưa leo rất là thanh mát như vậy á, một thoáng sau mình nghe ra được một chút cái mùi nó hơi có một chút gì đó bạc bạc và phấn phấn của mùi xạ hương. Mùi xạ hương nó hơi bạc bạc, nó hơi tạo cái cảm giác nó hơi bạc bạc. Thì chai này là một cái chai mà khác hẳn trường phái với lại Angel Share thuộc về thu đông, thì chai này thuộc về mùa hè, nó làm cho chúng ta cảm thấy cực kỳ mát mẻ và sảng khoái. Và đối với Tuấn thì chai này nó có chiều hướng nó thiên về nữ nhiều hơn, tại vì cái nốt hoa hồng và dưa leo á, đó giống như Tuấn nói và đã review rồi, tạo cảm giác giống như hơi giống mùi sữa rửa mặt. Một số bạn nữ khá là thích chai này, nhưng mà một cái điểm yếu của chai này là độ bám của chai này ở mức trung bình kém, chứ nó không phải là một cái chai bám tỏa tốt. Vì sau khoảng 4 tiếng trên da Tuấn thì bắt đầu cái chai này nó chuyển thành skin scent, và những cái nốt mùi mát như là mùi dưa leo hay là mùi rượu gin đó, nó gần như là nó không còn nữa, nó chỉ còn tồn lại một cái mùi skin scent rất nhẹ của hoa hồng ở trên da thôi. Thì đây là một cái chai chuẩn hè, thiên về nữ, và cái hình ảnh của cái chai này giống như một một cô em nhẹ nhàng mặc váy trắng đi trong nắng chiều cái kiểu vậy đó, chứ nó không hề để lại cho Tuấn một cái ấn tượng gì quá sâu đậm về Ice, Rose on Ice, với concept của họ là gin tonic và những cái gì đó sảng khoái. Thì mình đã review rồi cho nên mình chỉ đi sơ bộ qua cái chai này thôi, và tới giờ thì phần lớn cái phần chủ kiến chung
về Tuấn về cái chai này thì cũng là chê chứ không phải là mình khen chai này để mà mình xúi các bạn mua ha. Thì chỉ hợp các bạn nữ nào thích mùi hoa hồng nhẹ nhàng và fresh và gọi là nó không quá bén mũi hay là nó không quá gọi là khó ngửi thì cái chai này một cái sự lựa chọn ok cho các bạn xài sử dụng hàng ngày hay là sử dụng để đi chơi nhẹ nhàng rồi này kia. Thì đây là một cái chai mà Tuấn vẫn không có đánh giá quá cao của cái bộ này ha. Chỉ có chai Angel Share thì mình thích thích thật thật sự, còn chai này thì mình vẫn giống trên hình trên mạng mấy để mấy cái bạn chê mình vẫn chê chứ mình vẫn chưa có khen được chai này, mặc dù cảm quan mình tốt hơn về nó chút xíu. Và chai thứ ba mình muốn review đó là chai Le Vert. Mình không biết mình phát âm cái chữ này đúng hay không, nhưng mà cái chai này là một cái chai mà nó làm cho mình hơi thay đổi cái cảm xúc về nó khá là liên tục. Khi Tuấn mới ngửi Tuấn không thích, sau đó một thời gian sau Tuấn ngửi lại Tuấn thích, rồi tới gần đây khi Tuấn xịt lại vào cái ngày cực kỳ nóng Tuấn cảm thấy khó chịu, cảm thấy mệt khó chịu luôn và không thích nữa. Rồi bây giờ khi trời nó hơi se se mát mát Tuấn lại thích. Thì đây là một cái chai với một cái nốt ruột khá là khó sử dụng, một cái nốt ruột mà ở cái chai Natsumato Absinthe Tuấn đã review rồi, đó là ruột Absinthe. Thì trong chai này nổi bật nó là nốt ruột Absinthe ha, một cái nốt ruột được chưng cất từ lá ngải cứu và một số cái nốt gia vị của châu Âu, hình như là thì là hình như Tuấn nhớ là như vậy, lá thì là và hạt thì là rồi gì đó, thì nó tạo nên cái mùi rượu Absinthe của châu Âu và nổi bật nhất là Absinthe của Thụy Sĩ ha. Thì cái mùi rượu này nó khá là khó ngửi, nó hơi khó xài nhưng mà nó có một chút gì đó nó hơi khác biệt, nó làm cho chúng ta có một cái cảm giác khác biệt. Tại vì lá ngải thì ở Việt Nam có, mọi người cảm thấy mọi người có thể feel được cái mùi lá ngải là một cái mùi cũng khá là ngai ngái và nó hơi hăng hăng và xanh xanh đậm, mùi diệp lục, mùi xanh đậm. Thì cái rượu absinthe nó cũng vậy, nó lên men từ cái lá này và nó tạo nên cái cảm giác cho chúng ta cái mùi nó hơi thảo dược, nó hơi kiểu mà rượu thuốc một chút, nhưng mà theo cái kiểu trường phái rượu thuốc mà thuốc tươi, thuốc lá lá thuốc tươi chứ không phải là cái kiểu lá khô như cái kiểu thuốc bắc ở châu Á mình. Thì mùi của cái chai này á Tuấn không định hình nó được là sẽ phù hợp với mùa gì, nhưng mà cái cảm xúc của cái chai này nó làm cho chúng ta thay đổi nha. Có nghĩa là cái chai này xài cái mùa quá nóng không được, mùa quá lạnh cũng không được, có thể là cái chai này nó chỉ phù hợp vào mùa xuân và mùa thu, những cái thời tiết nó dễ chịu, nó làm cho tâm hồn mình, cái cảm xúc của mình nó dễ chịu nhẹ nhàng thì hãy nên chơi chai này. Chứ chai này mà những cái lúc mà các bạn muốn cho nó mát vào mùa hè, giải nhiệt mùa hè hay là cho nó ấm vào mùa đông thì hoàn toàn nó không phải là cái yếu tố đó. Vì cái chai này cái mùi rượu absinthe á, mình không biết diễn giải như thế nào về cái mùi rượu absinthe cho mọi người. Nó là một cái mùi rượu thuốc của châu Âu, đơn giản như vậy thôi. Và được blend chung với một số những cái nốt mà tạo nên cái cảm quan nó hơi xanh nhưng mà xanh đậm. Thì trong cái chai này Tuấn thấy nó có ngửi sâu á, mình không muốn xịt chai này lại trên da ngày hôm nay. Nhưng mà ngửi sâu thì có được cảm nhận được một chút gì đó hơi gỗ nhẹ ở cái họng, cái mùi gỗ rất nhẹ giống như cái mùi rượu của chai Angel Share. Cái mùi gỗ nó khá là nhẹ nhàng. Nhưng mà nổi bật nhất trong chai này vẫn là mùi rượu absinthe ha. Và mọi người muốn biết cái mùi rượu absinthe nó được mô tả diễn giải như thế nào thì quay lại cái clip Tuấn review chai Natsumato Absinthe. Thì chai đó là một cái chai rượu absinthe rất rất là rõ nét. Còn chai này thì rõ nét không kém, nhưng mà cái mùi ở cái chai này thì cái mùi rượu absinthe nó có một cái độ men men say say và nó có gì đó nó thêm mũi hơn một chút nữa với một số những cái thành phần họ blend chung trong cái chai này. Thì chai này thì nó tạo cho Tuấn có cái cảm giác nó hơi chua nhẹ của mùi mùi citrus ở trong cái chai này nữa, cho nên nó dễ dùng hơn cái phiên bản Natsumato Absinthe. Cho nên đây là một cái nốt rượu mà nếu mọi người muốn sưu tầm thì chơi, còn nếu mà để xịt hàng ngày hay là gọi là một cái mùi để mà chúng ta enjoy nó, mọi người khác enjoy nó thì không phải một cái lựa chọn. Một cái chai cũng khá là khó xài của cái bộ The Liquor này vì nốt ruột absinthe và cần phải tìm hiểu nốt ruột absinthe trước khi tiến hành order chai này nhé. Và chai cuối cùng của cái bộ The Liquor thì Tuấn sẽ đến với một cái phiên bản gọi là bản merge giữa hai cái vodka on the rock và apple brandy ha. Apple Brandy và Vodka on the Rock là hai cái chai mà nó rất là nổi tiếng của Kirin, và những cái phiên bản cũ bây giờ thực sự là nó rất là khó kiếm,
box trắng á. Còn cái phiên bản mới thì nó đã bị reform ít nhiều rồi, cái mùi nó không còn nguyên vẹn mà tinh khôi như là những cái phiên bản cũ nữa. May mắn là mình đã sưu tầm được những cái bản cũ của Killian Vodka on the Rock và Apple Brandy. Thì ngày hôm nay Tuấn sẽ review tiếp một cái chai thứ tư của bộ The Liquors, là merge giữa Apple Brandy và Vodka on the Rock, xem nó như thế nào. Đâu rồi ta? Đây. À, Rose on Ice. Ủa đâu rồi? À đây. Apple Brandy on the Rock by Killian. Juice của cái chai này thì nó màu vàng, màu đậm nhất là màu Angel Share, màu nhạt nhất là màu Rose on Ice màu trắng. Chai này thì màu vàng, nó đậm hơn một chút so với chai Le Vert. Chai này thì Tuấn sẽ xịt lên da, tại vì lần trước ngày mới hôm qua hôm kia thì Tuấn mới xịt cái mùi này lên da và cũng khá là enjoy trong những cái ngày này. Một cái cảm quan quen thuộc của mùi rượu táo trong chai Apple Brandy mà mình đã review. Khi mới xịt ra thì chúng ta nghe ra được một cái mùi rượu táo rất quen thuộc của Apple Brandy. Nhưng mà một cái điểm đáng tiếc là cái mùi táo ở trong cái chai này nó không còn đẹp như cái chai bản cũ của Apple Brandy nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta không còn một cái sự lựa chọn nào khác để mua Apple Brandy bản cũ cả. Mùi táo của chai này nó khá là bay, nó không đậm đà mùi táo như là cái chai Apple Brandy cũ. Thực sự cái blend mùi của cái Apple Brandy từ xưa tới giờ hoàn toàn là nhà điều chế cũng như là hãng hoàn toàn không list ra có nước táo. Nhưng mà trong chai này, trong cái phiên bản mới này thì họ lại list ra có nước táo ở trong chai này, nhưng mà nó lại không lên mùi táo đẹp như là cái chai Apple Brandy không có mùi táo. Kỳ cục ghê không? Và sau đó là Tuấn nghe được một cái mùi rượu rum khá là rõ ràng trong chai này, được blend rất là chung với mùi gỗ đàn hương. Một cái điểm đáng tiếc nữa là cái mùi gỗ trong chai Apple Brandy on the Rock này nó không còn đậm sắc như là cái mùi của bản cũ. Cái mùi bản cũ Tuấn đã review á, ngay cả từ Apple Brandy cho tới Single Malt là một cái mùi gỗ sồi lâu năm được ngâm rượu. Nó tạo cho chúng ta cái cảm quan nó rất là khác, giống như cái thùng tonneau cũ á. Thì đây là cái mùi rượu ở trong, giống như là cái mùi gỗ trong cái chai này á, nó là mùi gỗ đàn hương khá là rõ ràng. Gỗ đàn hương và một chút mùi gỗ khác, như hình như là gỗ tuyết tùng, nó có một cái sự hơi hăng của mùi gỗ tuyết tùng nữa. Nhưng mà cái mùi gỗ này không phải là cái nốt gỗ mà ngâm rượu lâu năm như những cái chai cũ. Thì đó là một cái điểm đáng tiếc. Mùi táo thì là mùi táo thật, nhưng mà nó lại không đậm đà, nó không tươi. Nó không có ngọt ngào bằng cái chai cũ nè. Mùi gỗ trong cái mùi chai này thì lại không có, thành một cái mùi gỗ lâu năm rất đặc thù và đẹp của cái chai Killian Apple Brandy bản cũ. Và sau đó là một chút gì đó, những cái tông mùi khá là nhẹ nhàng của ngọt nhẹ của một số cái mùi gia vị hay trái cây gì đó mà Tuấn nghe không rõ được cái nốt gia vị hay là nốt trái cây, nhưng mà nó tạo một cái nền ngọt nhẹ. Và chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà chai này thì bây giờ chúng ta không còn một cái sự lựa chọn nào khác, vì chúng ta không thể nào kiếm ra những cái phiên bản đã discontinue bản cũ của Apple Brandy cũng như là Single Malt nữa. Thì chúng ta đành phải chơi. Xét về tổng thể thì chai này vẫn là một cái chai đáng chơi. So với những cái hãng khác thì mùi rượu của Killian trong này thì cái mùi rượu rum rõ hơn. Mặc dù có ghi là Brandy nhưng mà thực sự cũng không nghe được cái mùi rượu Brandy bằng cái mùi rượu rum trong chai này. Và hai cái nốt rượu này thì thật sự ở ngoài đời Tuấn cũng không có dễ dàng nhận biết đâu. Nhưng mà mùi rượu rum thì Tuấn khá là dễ nhận biết, vì hồi xưa mình cũng hay uống rượu rum á. Mùi rum nó rất là thơm và theo cái kiểu ngọt đường mía, vì nó được chưng cất từ đường mía, cho nên là cái mùi rượu rum nó tạo nên một cái hậu vị ngọt ở trong mũi của chúng ta và trong họng của chúng ta. Thì mùi rum trong cái chai này khá là rõ ràng. Cô nhắc thì nó thơm hơn và cái chai Angel Share bây giờ nó dry down ở cái nốt rượu, nó bay đi bớt rồi, thì nó dry down xuống một cái mùi gia vị nó khá là đậm đà, mùi quế và mùi
dạng dạng như mùi cẩm thảo và vani, rất là thích. Túm lại thì so với bốn chai này á, chai đáng chơi nhất đối với Tuấn là Apple Brandy On The Rock này, thì cũng là một cái chai phù hợp với thời tiết mùa thu và mùa đông ha. Nó không ấm bằng Angel Share nhưng mà nó cũng hợp với mùa thu và mùa chớm đông, có nghĩa là thời tiết nó mát lạnh nhẹ, còn Angel Share thì thời tiết mát lạnh đều có thể xài tốt. Tóm lại thì trong bốn chai này, chai đáng chơi nhất và Tuấn chấm điểm cao nhất có thể nói là 9 điểm trên 10, đó là chai Angel Share, một cái chai mà những bạn nào thích tông mùi ngọt ngào theo kiểu mùi rượu và phù hợp với thời tiết se lạnh của mùa thu đông thì một cái lựa chọn các bạn nên mua. Tuấn chấm 9 điểm. Và ngay tiếp theo, ngay sau đó là chai Apple Brandy on the Rock, một cái lựa chọn cũng không đến nỗi là tồi, tại vì Tuấn đang so sánh với lại phiên bản cũ quá ngon đi, cho nên cái cảm quan của mình về Apple Brandy on the Rock mới của Kylen thì mình không thích bằng thôi, nhưng mà nó cũng là một chai đáng chơi, có thể chấm được 8 điểm 75, 8 điểm rưỡi, 8 điểm rưỡi tới 8 điểm 75 trên 10. Chai Absinthe, một cái chai nó khá là dị biệt về cách nốt mùi rượu, hơi kén mũi nhưng mà cũng tạo một cái gì đó, nó có một cái sự đặc sắc trong nốt mùi của Kirin. Tuấn tạm thời cho chai này 8 điểm và Absinthe lưu để các bạn cần phải thử mùi trước khi các bạn tiến hành blind buy. Chai này thì Tuấn khuyên không nên blind buy ha. Và cuối cùng là cái chai Rose on Ice, mình vẫn giữ cái quan điểm cũ là mình không thích em nó lắm. Mặc dù mùi nó khá là dễ chịu nhưng mà cái hiệu năng mùi của cái chai Rose on Ice là cái chai hiệu năng mùi kém nhất, vì nó bám tỏa ở cái mức trung bình yếu và nó không tạo cho Tuấn một cái cảm quan gì quá sang trọng và theo cái đẳng cấp của Kylian, cho nên Tuấn vẫn chỉ cho em nó 7 điểm tới 7 điểm rưỡi thôi, chứ mình cũng không có gọi là quá thích cái chai Rose on Ice, chẳng qua vì kéo cho đủ like thì mình kéo về. Anyway, nhờ kéo về vậy mới có cái để review và so sánh chung với cho mọi người đúng không? Thì đó là tất cả những gì về bộ sậu Delicious của Kylian. Top 1 trong bộ này, Angel Share. Top 2, Apple Brandy on the Rock. Và tới chai thứ ba là Absinthe, ba chai Le Vert. Và cuối cùng là cái chai không đáng chơi nhất, đó là chai Rose on Ice. Thì mọi người cứ cân nhắc để tiến hành order về cho mình cái bộ này. Thực sự nếu mà kéo được bốn bốn mùi luôn thì nó cũng hay, nó cũng xứng đáng cho cái bộ sưu tập đủ mùi rượu của chúng ta. Còn nếu không thì ưu tiên một vẫn là Angel Share cho những ngày mùa thu mùa đông nhé. Cần thêm thông tin gì về order và review nước hoa thì hãy liên hệ với contact Tuấn để ngay dưới đây, cũng như là đừng quên like, share và subscribe và ủng hộ tinh thần cho Tony tiếp tục ra những cái clip khác để phục vụ mọi người nha. Hẹn gặp lại vào clip sau, xíu.